Khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 15 tháng 1, đám cháy xảy ra tại một căn nhà trên phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng trên phố, sau đó nhanh chóng bịt kín các tầng trên. Nhận được tin báo, công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương có mặt tại hiện trường. Với sự chi viện của công an quận Ba Đình, đám cháy nhanh chóng đã được dập tắt. Tuy nhiên, 4 người trong gia đình nơi xảy ra vụ cháy đã tử vong, gồm 2 người lớn, 2 trẻ em. Những nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều tại hiện trường. Danh tính 4 nạn nhân gồm NDH sinh năm 1954, chủ hộ, DTH sinh năm 1961, NBTT sinh năm 2014 và NBHB sinh năm 2017, tên viết tắt. Trong gia đình có một người trong nhà thoát nạn là chị NMH sinh năm 1988, là con của ông NDH, chủ hộ. Chị này leo qua ban công tầng 4 và thoát qua ban công nhà bên cạnh. Sau đó được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận, đưa xuống dưới an toàn. Được biết ngôi nhà xảy ra vụ cháy cao 4 tầng, kinh doanh hoa tươi và hoa lụa. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.